Xin chào mọi người, hôm nay phát hiện ra con mèo của mình nhìn siêu cute á mọi người. Đấy, mọi người nhìn con mèo đã đó, tuy là hơi có mũi đen tí thôi. Đấy mọi người, nó nhìn nó liếm cái lưỡi kìa đó, nó đang còn liếm chân liếm tay. Con mèo nó sạch lắm mọi người, nó thường vệ sinh người rất là sạch sẽ nha. Đó, mọi người nhìn cái lưỡi của nó liếm xung quanh quanh môi của nó đẹp không? Đó. Con mèo nó sạch hơn con chó nhiều mọi người. Mèo thì nó không có mùi hôi như con chó, nhưng mà cứt mèo thì ỉa hơi bị chua nhá mọi người. Đó, mọi người nhìn nó liếm cái mồm của nó nhìn đẹp không? Hôm nay tình cờ phát hiện ra thấy con mèo nó đang liếm lông với lại làm sạch cơ thể, nên quay video chia sẻ cho mọi người. Mọi người thấy con mèo nó cute không? Nhìn quá là đã luôn. Công nhận cái lưỡi của nó hồng hồng nó liếm. Công nhận rất là dễ thương nha mọi người. Đấy, con mèo nhìn đã không?